đấy, vô đăng ký mua một căn này 6 ơi. Chung cư, chung cư. 6 ơi. Vô đăng ký mua một căn đi. Ở quê đây mua đi. Giá này giàu ghê chị ha. Giàu. Nó bán cái dạng này là dạng là nó cắt nó bán nè. Dạng nhà khác còn bên kia chung cư. Trời sát nó mỉm ghê quá. Nó cứ chật từng khúc hen. Con cá nó tập thể dục. Con quảng trường biển của thành phố Rạch Giá. Đẹp lắm mà nó bằng đêm. Ta trái công viên vui chơi này, công viên nước nè. Đó, nó lấy mình khúc rồi, nó đâu chưa có em 13, không có tôi đi tháng 2 mấy nè. Thì năm ngoái, tháng 8 năm ngoái đi chưa có khúc này. Lúc con đi, con còn ở đây nó còn chưa cho chạy xe chưa. Cái này chứ. Lấy nó đựng nhiều đó nữa rồi đó, thấy không? Nhỏ. Coi nhà này đang đầu tư chứ. Tới năm sau nó mới khai công. Cái công hai khu đô thị mới à gì đó. Không mà cái mua đó. Sợ nó không sao chưa thấy gì. Mua mua đầu trong kia mua ngoài này sợ. Ừ. Mà. Ngày hôm qua cha cho nhà có gì ngoài này người ta bị dước hả? Dòng ông chưa thấy gì hết. Ờ, trời gì có khu trên thì thấy đấy là cái chỗ cái khu này nó còn lớn hơn trong quận nhất nữa. Chết luôn còn mở hết tiền mắt mua nước.
Ở Hà Tiên đi tắm biển lên nó mua nước tắm thợ. Hà Tiên đâu có hồ. Tắm nước ngọt. Tắm nước ngọt đóng tiền. Mua. Bờ gì vậy mà còn tắm biển nữa đó. Mua nước tắm. Trời ơi tôi còn tôi với con nước tắm. Lên ăn 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 tiếp mà. Trời ơi trời biển hả? Minh miên luôn mà nước trong bằng luôn. Cô lầu ơi nhớ ha. Đầu cái con ấp con này con kia ở biển đó. Chùm chùm thấy ham dễ sợ luôn. Cô à. Cô Sáng biết lội không cô Sáng? À? Cô Sáng biết lội không? Lội được. Ờ lội được tắm biển được. Ừ. Mà đâu có lội đâu mà xa đâu. Dạ. Cái này hết sức rồi. Bắt con này con kia nó thấy con gì lạ lạ đẹp hết. Nó lấy cái bọc. Lấy cái bọc bỏ vô cái tới chiều. Tới chiều sách bên nhà trọ bỏ cái đi tháng ngày bỏ nghỉ hết được. Khu này nó dài quá ha. Đẹp quá đẹp. Đẹp quá đẹp. Không bị sạch ha. Bỏ khu này nó quá dài bị mất có hồn số cần ta. Nó đụng tới dưới dập sỏi dưới. Đẹp ghê.